Xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ test cái cặp loa đây VVE Audio cho các bác yên tâm nha. Đăng video phát là mấy bác hỏi thăm rồi, nhiều các bác khó tính quá, đòi phải mỹ xịn cơ, không chơi Anh Quốc đâu, không chơi cái gọi là cổ loa của Anh Quốc sản xuất tại Trung Quốc đâu. Gớm các bác đùa đòi quá đây, em nói thật các bác nha. Bây giờ có cái loa nó xịn gọi là cổ loa của Anh Quốc như này thôi là đã tranh nhau mua rồi, chứ lại còn đòi Mỹ Anh Quốc xịn đây, Anh Quốc xịn đây, ôm đây đấy đúng không ạ, ôm đấy. Nên các bác thích cái món gì đúng không ạ? Rồi thì nói thì cũng nói thế thôi, chứ còn bây giờ nếu mà kiếm được thì cũng bán cho các bác thôi, không vấn đề gì cả. Thật ra cặp loa này em mua cũng khá là cao rồi, rất là đắt tiền rồi, nên là bán cho các bác gọi là kiếm lãi được có mấy trăm nghìn. Đây gọi là duy trì cái sự sống xuất hiện trên cái mồm, và cùng với đó là có cái hàng để review với các bác đấy. Còn nếu mà chả may mà trong cái thời điểm nào đó mà không bán được thì để chơi chả vấn đề gì cả, kiếm được một đôi loa mà gọi là củ loa xịn thôi, thùng thì không quan trọng. Nhưng mà em nói thật các bác nha, các bác làm live show sự kiện tiệc cưới, các bác nên có một cặp monitor để làm loa kiểm tra hỗ trợ nở cho ca sĩ để nghe, không cần to chỉ cần bé, tiếng phải hay, thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Cặp loa đến từ thương hiệu VVE Audio, VEE Audio đấy, VEE Audio sử dụng cổ bát, cổ tép của thương hiệu Celestion Creation đấy, và phân tần của nó thì có vẻ là gọi là siêu hoành tráng đấy, khủng bố đại ca đại tẩu. Các bác thiết kế mẫu thùng như này rất hay nha. Các bác nhà nào mà treo loa này lên thì cũng rất là tuyệt vời, bởi vì bên cạnh đây nó có cả ốc treo, ốc ở dưới đáy. Thùng này là thùng kiểu monitor nhé, bây giờ đang đặt theo kiểu là monitor, còn các bác về treo trên tường thì các bác có thể xoay hoặc là đặt đứng, đặt nằm tùy. Các bác về đặt loa đứng thì các bác tháo bốn ốc kèn này ra, xoay cái kèn nó dọc đấy, tức là để các bác để nằm thì kèn nó dọc, và để ngang các bác để dọc cái kèn là được. Cứ ngồi nào mà nghe cái nhìn cái kèn này nó dọc xuống thì tiếng nó sẽ lan tỏa đều các phòng nha. Đây là một dòng loa rất là cao cấp đến từ Anh Quốc đấy, củ loa của Anh Quốc, quên lại đánh đến từ Anh Quốc. Thùng thì về còn tương đối đẹp, em chưa vệ sinh kỹ nên là các bác nào đấy thì em sẽ cố gắng vệ sinh sạch đẹp hơn nữa. Đây lưới đây nó vẫn còn bám tí bẩn này, đã vệ sinh hết đâu đúng không ạ. Thì bây giờ sẽ đến cái phần là test chất âm của cặp loa VEE Audio này đấy. Củ bát, củ tép của Anh Quốc đảm bảo cam kết các bác là nguyên zin, chưa sửa chữa đấy. Đây củ bát nhá, sờ này đấy, sờ đây này nó còn vẫn dính kiểu dính bụi, à đâu dính kiểu dính keo đấy. Viền này cân vải tẩm dầu, màng này không chống nước đâu nhá, cái loại màng chống nước nó đắt lắm, cái loại này đời xương sát nên là giá rẻ. Còn nếu như mà con này nhá sử dụng củ bát, củ tép của Celestion, nhưng mà nếu như cái loại xương gà, ui dồi em nói thật các bác đắt lắm, không mua được đâu đấy. Đây các bác xem nhá, xịn sò đấy, các bác về chơi gia đình được, hát karaoke sân vườn được. Các bác hát một đôi này cộng với một chiếc súp đơn 40 hoặc súp kép 40 hoặc là súp đơn 50 thôi, hay là súp kép 50 thì hoành tráng quá. Đấy. Các bác nào bốn quả này bốn góc thì em vẫn có nha. Đấy, các bác mà chơi thì em vẫn có hàng bình thường nha. Thì đây đầu tiên là về được một đôi review đã. Còn là sau đó các bác lấy thì em sẽ tiếp tục lấy hàng về thôi. Chứ bây giờ mà găm nhiều quá thì cũng nói thật các bác này hết vốn. Mùa hè đến nơi rồi, các bác chuẩn bị điện máy xanh rồi, nên là mấy cái hàng điện tử âm thanh này các bác nó mua ít. Nên này em cũng nói luôn, này các bác nào sang đón thì tìm mua nhá. 5.8 triệu một đôi. Bao ship cho các bác. Được chưa? 5.8 triệu một đôi bao ship cho các bác. Đấy, khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế, các bác nào cứ xem tham khảo. Bộ kết thì là mua đúng không? Ok. Thì bây giờ em sẽ test chất lượng âm thanh của cặp na loa này để các bác cùng xem thử nhá. Thì em đang dùng vang số là vang ETC và đẩy là CB Acoustic TD5. Quay đây nó hơi tối sao, chữ nó hơi mờ nhỉ. Đấy, còn Yamaha thì dưới trang trí thôi, các bác nào thích Yamaha thì vẫn có nhé. Đấy, ok, thì bây giờ sẽ đến cái phần test thử chất lượng âm thanh của cặp loa này. Xin kính mời các bác cùng nghe thử xem là tiếng như thế nào, phù hợp với mục đích gì. Thì nên đấy, lấy cặp loa em sẽ tặng cho các bác một đôi jack new trick để các bác tự đấu dây, chứ không tặng dây loa đâu nhá. Oh,
dồn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cầu.